Rất vui mừng được đồng hành cùng với quý khán thính giả trên hành trình khám phá lịch sử Việt Nam. Quý vị thân mến, tròn một năm kể từ khi ca COVID-19 đầu tiên được ghi nhận, Việt Nam đã nỗ lực khống chế dịch để người dân được hưởng một cuộc sống bình thường mới, cuộc sống mà rất nhiều người dân ở những nước có tiềm lực mạnh đang mơ ước. Kể từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, chúng ta trải qua 3 đợt dịch COVID-19 lớn. Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới và cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong số ít những quốc gia có hoạt động chống dịch hiệu quả nhất thế giới trong bối cảnh là nước có thu nhập trung bình thấp, đầu tư cho y tế còn nhiều hạn chế. Và trong thành công ấy của Việt Nam, thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua hay quên đi tên tuổi của một người hùng, một người đồng hành cùng đại dịch từ những ngày đầu tiên. Vâng, nhân vật mà tôi muốn nhắc đến đó chính là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người lãnh đạo trẻ nhưng đầy nhiệt huyết và sự tận tâm. Trong video ngày hôm nay của Đại Việt Sử Ký, hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình chống dịch, những nỗ lực và công sức đáng ghi nhận của vị lãnh đạo này quý vị nhé! Đôi nét về tiểu sử Phó Thủ tướng trẻ tuổi nhất Vũ Đức Đam. Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963 tại làng Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông là nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy. Ông nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trợ lý thư ký nhà lãnh đạo Võ Văn Kiệt. Vũ Đức Đam là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông trở thành thành viên của Chính phủ Việt Nam từ năm 2011, là thành viên trẻ nhất khi được bổ nhiệm, đồng thời cũng là Phó Thủ tướng Chính phủ trẻ nhất trong Chính phủ Việt Nam các khóa 12, 14 từ năm 2013. Vũ Đức Đam là một chính trị gia nhận được nhiều sự quan tâm, kính trọng, gây ảnh hưởng lớn ở Việt Nam trong những năm công tác ở vị trí lãnh đạo địa phương, người phát ngôn của Chính phủ, tham gia lãnh đạo Chính phủ, đặc biệt là giai đoạn chỉ huy chống đại dịch COVID-19. Trong đời sống thường nhật, Vũ Đức Đam gần gũi với người dân, xã hội, là lãnh đạo cấp cao của nhà nước, ông vẫn thường đi xe máy vào những ngày nghỉ, được bắt gặp và chụp ảnh cùng người dân. Ông thích môn bóng đá, cố gắng sắp xếp để ra sân hàng tuần. Ông từng học múa, học hát để tham gia diễu hành, hòa mình vào công chúng và hoạt động của người dân ở lễ hội đường phố Carnival Quảng Ninh. Tham gia trồng cây, nhặt rác làm sạch môi trường cùng các bạn trẻ trong chiến dịch, tử tế với môi trường. Chạy xe máy xuống đường đi bão, mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Trong sự nghiệp, Vũ Đức Đam được báo giới đánh giá cao bởi sự gần gũi, thẳng thắn. Ông thường trò chuyện thoải mái, thân thiện với phóng viên như với bạn bè, đồng nghiệp. Giai đoạn 2020, khi được giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, đã kiên quyết lãnh đạo để bảo vệ sức khỏe người dân, được yêu mến và gọi dưới các biệt danh như người anh hùng không ngủ, tướng tư lệnh, người thuyền trưởng, tài ba. Dấu ấn của người lãnh đạo trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Từ đầu đến thời điểm hiện tại, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona luôn xuyên suốt đồng hành, đến trực tiếp điểm phòng chống dịch, kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan ban ngành phối hợp ngăn chặn chống dịch. Để có những thành công trên, Việt Nam thực hiện tốt công tác chống dịch ngay từ tháng 12 năm 2019. Tôi và rất nhiều y bác sĩ đều không có Tết. Tôi thậm chí không nhớ được ngày âm lịch mà chỉ nhớ đúng thời điểm giao thừa, chúng ta quyết định thực hiện khai báo y tế bắt buộc, Phó Thủ tướng nói. Còn nhớ vào những ngày đầu tháng 2 năm 2020, khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới là bệnh nhân số 17 trở về từ Anh, đã khiến dư luận xôn xao, hoang mang và vô cùng lo sợ. Cũng kể từ đó, cuộc chiến chống dịch mới báo hiệu sự cam go, căng thẳng lại bắt đầu. Hình ảnh vị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thức trắng cả đêm, gương mặt mệt mỏi khiến ai cũng xót xa. Thế nhưng, dù cuộc chiến chống dịch đó có cam go đến đâu cũng không thể làm người lãnh đạo ấy nhụt chí hay lùi bước. Và mọi nỗ lực đều đã được trả bằng những trái ngọt, chúng ta đã một lần đạt được thành công trong cuộc chiến ấy. Khi biết ở một số địa phương, một số cấp ủy đảng chính quyền chưa nhận thức rõ về dịch bệnh, vẫn chưa sát sao, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc nhở ngay. Nếu không làm tốt công tác phòng chống dịch, sẽ lây lan rất nhanh đến bất kỳ tỉnh thành nào nếu chủ quan. Chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng,
là phải đặt sức khỏe nhân dân lên trên hết dù phải hy sinh lợi ích kinh tế. Các cuộc họp liên quan đến dịch bệnh được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thực hiện thường xuyên trực tuyến. Vào sáng ngày 14 tháng 2, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết ông đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu để các cấp, nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe khi học sinh đến lớp. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đã đi học trở lại, trường lớp phải thực sự an toàn cả dưới góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh và phụ huynh, an toàn và an tâm. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học. Quyết sách của ông Vũ Đức Đam, người đảm nhận nhiệm vụ trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tán đồng từ người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh. Và đó là tất cả những gì người dân cần ở người lãnh đạo đứng đầu ngành. Phải thật sự hiểu dân, có tâm và có tầm hiểu biết, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới có thể điều hành, đưa ra những hành động phù hợp trong công tác phòng chống dịch và góp phần làm an lòng dân, giúp ích cho người dân như hiện nay. Giờ đây chúng ta lại đang bước vào một cuộc chiến chống dịch mới. Cuộc chiến có lẽ sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa, bởi nó diễn ra trong những ngày cận kề năm mới. Thế nhưng tại cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tuyên bố đầy quyết tâm rằng ở Đà Nẵng, chúng ta mất 23 ngày để dập dịch. Do đây, chủng virus này lây lan nhanh hơn, chúng ta phải nhanh hơn, cố gắng 10 ngày sẽ dập tắt. Chúng ta phải chạy đua với thời gian. Quyết tâm này được đưa ra bởi hơn ai hết, Phó Thủ tướng hiểu rằng lúc này đây, điều mà bà con nhân dân cần nhất đó chính là được đoàn tụ cùng gia đình đón chào năm mới. Quý vị thân mến, dịch bệnh là điều mà chẳng ai trong chúng ta mong muốn đúng không nào? Nhất là khi nó diễn ra vào đúng những ngày cận kề năm mới, nỗi bất an phải ăn Tết xa quê, nỗi lo sự bùng phát mạnh mẽ của dịch cứ như thế mà dâng lên trong lòng mỗi người. Thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta đánh mất niềm tin, sự tỉnh táo của mình, nhất là khi chúng ta đang được sinh sống trong một quốc gia được thế giới tôn vinh và kính nể là hình mẫu chống dịch của toàn thế giới. Thành công ấy có được chính là nhờ sự lãnh đạo kịp thời và đúng đắn của những người lãnh đạo, nhờ đội ngũ y bác sĩ nhiệt huyết và cũng bởi tình quân dân đoàn kết một lòng. Còn nhớ thời điểm những ngày đầu khi các phương tiện truyền thông đưa tin về chủng virus lạ xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, không ai có thể hình dung được quy mô và mức độ khủng khiếp của dịch bệnh. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, đại dịch COVID-19 đã lan rộng khắp toàn cầu và trở thành cơn ác mộng kinh hoàng. Khi số người nhiễm và người tử vong tăng theo cấp số nhân, tâm lý hoang mang và hoảng loạn bao trùm khắp nơi, tại mọi châu lục, mọi quốc gia. Ngay trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng đó, Việt Nam với những bước đi khác biệt và táo bạo đã đạt được những thành công phi thường được thế giới không ngớt lời khen ngợi. Chung sức đồng lòng, đêm 29 Tết, 23 tháng 1, khi hai ca nhiễm đầu tiên là người Trung Quốc được công bố, chính phủ đã ngay lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Cả hệ thống chính trị được kích hoạt để bắt đầu một cuộc chiến chống dịch với tinh thần khẩn trương dù chưa thể lường hết được quy mô và mức độ nguy hiểm của kẻ thù vô hình. Kể từ thời điểm đó cho đến cuối tháng 4, hàng trăm cuộc họp lớn nhỏ, một loạt chỉ thị, quy định cụ thể đã được áp dụng linh hoạt cho từng giai đoạn chống dịch. Từ ổ dịch đầu tiên ở xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc, đến ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội hay quán đa Buddha, thành phố Hồ Chí Minh. Các giải pháp đồng bộ kịp thời đã nhanh chóng xác định được các ca lây nhiễm để cách ly xử lý, không để xảy ra sự cố phức tạp ngoài tầm kiểm soát. Cùng với sự kích hoạt hết sức hiệu quả của hệ thống y tế dự phòng khắp các địa phương, Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã đưa lực lượng quân đội ngay vào trận chiến phòng dịch từ những ngày đầu. Với những quyết sách hết sức táo bạo và sáng tạo về yêu cầu cách ly triệt để, y tế các tuyến, vừa chuẩn bị cơ sở điều trị tại chỗ, vừa liên tục nghiên cứu phác đồ điều trị, vừa tiến hành các biện pháp phát hiện, truy tìm dấu vết để khoanh vùng và cách ly những ổ dịch. Việt Nam đã chủ động áp dụng một loạt biện pháp phòng chống dịch bệnh chưa có trong tiền lệ với quy mô lớn. Các biện pháp luôn được đặt ở mức cao và khẩn thiết hơn so với các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, như cách ly quy mô lớn, tiến tới cách ly toàn xã hội, là quốc gia đầu tiên áp dụng khai báo y tế bắt buộc với người nhập cảnh. Một trong số ít quốc gia thực hiện biện pháp ngừng miễn thị thực, hạn chế nhập cảnh và áp dụng hình thức cách ly tập trung với người nhập cảnh từ hoặc đi qua vùng dịch và với tất cả mọi người nhập cảnh, triển khai hệ thống khai báo y tế cá nhân. Không chỉ quyết liệt trong phòng chống dịch,
Việt Nam cũng đạt được nhiều kỳ tích, thành tựu nổi bật về y tế như phân lập, nuôi cấy thành công virus SARS-CoV-2, phát triển loại sinh phẩm xét nghiệm PCR có thể thay thế nguồn nước ngoài và được WHO, Anh công nhận, thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vaccine phòng COVID-19 và tiêm thử nghiệm trên chuột hơn 2 tuần. Bên cạnh sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị, thành công của cuộc chiến chống giặc COVID còn đến từ sự chung sức đồng lòng của gần 100 triệu người dân Việt. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, mọi người dân đều tuân thủ nghiêm túc các quy định về cách ly phòng dịch. Các tập đoàn lớn ủng hộ trang thiết bị cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của người Việt hỗ trợ nhau trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn đã được lan tỏa rộng rãi thông qua những dòng tin nhắn ủng hộ, mô hình cây ATM gạo, siêu thị không đồng. Nỗ lực chống dịch của Việt Nam đã được WHO ghi nhận và đánh giá cao. Chính nhờ sự lãnh đạo xuyên suốt nên Việt Nam đã có sự vào cuộc nhịp nhàng, đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội. Tiến sĩ Kỳ Đông Bắc, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhận định, cảm ơn Việt Nam, có lẽ là với những bệnh nhân COVID-19 người nước ngoài bị kẹt tại Việt Nam, những ngày được điều trị tại một đất nước xa lạ sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Sự chăm sóc tận tình chu đáo, tận tâm của đội ngũ y tế Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh đối với các bệnh nhân người Trung Quốc, Anh, Brazil, Pháp trong những ngày chống chọi với căn bệnh đáng sợ COVID-19. Cảm ơn Việt Nam là những lời được nói nhiều nhất và chứa đựng nhiều cảm xúc nhất mà các bệnh nhân gửi gắm đến các y bác sĩ người Việt và đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách. Tôi rất biết ơn nỗ lực của các y bác sĩ ở đây, họ đều là những người rất phi thường, thật tuyệt vời, cận kề sinh tử mà chúng tôi vẫn còn sống. Bà San Corina Brecker, vợ của bệnh nhân 74 tuổi, có tiền sử ung thư máu 10 năm, được các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cứu sống khỏi COVID-19 chia sẻ. Đại sứ các nước đã gửi lời cảm ơn sâu sắc của mình tới Việt Nam vì đã hỗ trợ công dân nước họ tại các khu cách ly, hỗ trợ công dân trở về nước an toàn, hỗ trợ các trang thiết bị phòng chống dịch và đặc biệt họ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự điều trị tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam. Trong hành trình chống dịch, Việt Nam cũng đã nhận được nhiều thư, điện từ lãnh đạo nhiều nước, vùng lãnh thổ thế giới, bày tỏ khâm phục trước thành tích chống dịch của Việt Nam cũng như sự cảm kích đối với sự tương trợ ủng hộ của Việt Nam về vật chất lẫn tinh thần. 77 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Trung tâm Dữ liệu Phi chính phủ nước ngoài Liên hiệp Hữu nghị bày tỏ sự biết ơn và ủng hộ đối với chính phủ Việt Nam vì đã vào cuộc kịp thời, hiệu quả và minh bạch trong cuộc chiến nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Chiến trường nào cũng có biết bao nhiêu gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát, hy sinh và cuộc chiến chống dịch này cũng thế. Nó đã đọng lại nhiều hình ảnh xúc động chạm đến trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Chúng ta có quyền được lo lắng, có quyền được bất an, nhưng xin quý vị đừng từ bỏ niềm tin dành cho những người lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và dành niềm tin cho cả bản thân mình nữa. Khó khăn nào rồi cũng sẽ có thể vượt qua, dịch bệnh này cũng thế. Hãy là những người Việt Nam tỉnh táo, sáng suốt và có ý thức, quyết tâm thì chắc chắn đại dịch sẽ sớm qua đi. Quý vị hãy để lại những ý kiến đóng góp của mình bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Đại Việt Sử Ký.